Xin chào các bạn, hôm nay mình cũng sắp khai thuế cho năm 2018. Mình có những cái điều mình đã trải qua và những cái thắc mắc mình đã tự tìm hiểu. Mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái mà có lẽ là các bạn không để ý. Các bạn không để ý là bởi vì các bạn khai bằng tay, không xài những cái extra form, thành ra không có để ý. Cái thứ hai nữa có thể là các bạn nhờ các professional khai cho mình, thành ra cũng không cần thiết để ý những chi tiết. Và cái thứ ba nữa là có thể các bạn xài software để khai, thì khi xài software thì các bạn chỉ để enter cái data vô thôi, thành ra cũng không có rõ họ tính toán như thế nào để cho ra con số. Mình nêu ra, hôm nay mình sẽ nêu ra ba trường hợp mà đã hiểu lầm ăn sâu và không để ý. Cái thứ nhất á, là không tính toán chính xác cái số income cần thiết để mà mình lấy được một credit của Social Security á. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà một người nhận cái form 1099 miss thì trong cái box 7 có con số income, hoặc trong box 2 có số income thì lại khai là order income, chứ không có dùng cái schedule C để sai. Đó là một incorrectly, làm sai. Rồi cái thứ ba nữa là không hiểu rõ chi tiết về cái tax bracket nó work như thế nào, chỉ hiểu tổng quát và dẫn đến cái sự tính toán sai lầm. Vậy hôm nay mình sẽ đi vào từng chi tiết để nói chuyện với các bạn cho vui. Trước tiên là mình nói đến cái việc cần thiết bao nhiêu income để có một credit, Social Security credit. Vì những người già qua đây, và Social Security credit là cái gì? Social Security credit là mỗi năm nếu bạn đi làm, bạn có khai thuế và bạn đạt đến một cái số income nhất định thì bạn sẽ được tối đa là 4 credit. Mà nếu như bạn kiếm đủ 40 credit á, thì khi già bạn được hưởng những cái benefit của người già mà không phải là ăn bám của xã hội. Tuy là nếu mà bạn đóng thuế trên cái 40 credit giá thấp như vậy á, thì cái benefit nó cũng không nhiều, nhưng mà đó là cái lòng tự trọng, cái lòng danh dự của mình. Mình đã kiếm bằng với công sức của mình, chứ không phải là ăn bám xã hội. Như vậy, khi các bạn, những người lớn tuổi qua đây, không còn đi làm được những cái job mà nhiều tiền, thì mình đi kiếm những cái đồng tiền, ví dụ như đi giữ em hay đi làm bất cứ việc gì, mình kiếm income để mà mình đóng thuế, rồi để già mình có cái Social Security benefit của mình. Thì cái tính toán này sẽ giúp bạn bạn biết là bạn cần có bao nhiêu income để bạn kiếm được 4 credit mỗi năm. Thì năm 2019 này á, thì để có một credit á, là bạn phải có 1.360 đồng. Năm ngoái là tức là năm 2018 á, thì chỉ là 1.320. Năm này thì sẽ tăng lên thêm 40 đồng nữa. Như khi nãy mình nói á, là năm 2019 á, thì để có một credit thì mình phải có là 1.360 đồng. Như vậy á, là 4 credit. Để mà mình có 4 credit là mình lấy 1.360 đồng, mình nhân cho 4 lên là 5.440 đồng. Như vậy có phải là bạn năm mình 2019 mình kiếm được 5.440 là mình có 4 credit hay không? Hoàn toàn không phải như vậy. Để mà có 4 credit á, thì income của bạn phải là 5.891. Ở đâu mà ra con số 5.891? Là mình lấy 5.440 đồng đó, mình chia cho 92%, 92.35%. Tại sao lại chia cho 92.35%? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn chi tiết như sau.
Cái gì là 0.9235? 0.9235 tức là 92.35%. Ở đâu mà có số 92.35% đó? Tức là 100% trừ cho 7.65%. Vậy 7.65% đó là cái gì? 7.65 đó là cái self-employment á, mình trả như là một cái employer. Và mình sẽ giải thích tại sao mà ra con số 7.65%. Tại sao employer trả con số đó? Và con số 92.35% là con số percent mình phải trả. Percent là phần trăm, là mình, nếu mà mình self-employment là mình phải trả thuế trên 92.35% cái income. Tại sao mình lấy 5.440, cái mà Social Security yêu cầu mình income chỉ 5.440 để có 4 credit, và lại chia cho 92.35%, thì đó là proportion. Proportion là tỷ lệ để mà tính. Tỷ lệ, bây giờ mình tính nói tỷ lệ này 5.440, nó với cái tỷ lệ 92%, 92.35%. Như vậy 100% thì cái số income của mình là bao nhiêu? 100% thì cái số income của mình là lấy 5.440 mình chia cho 0.92.35 thì sẽ ra 5.891. Như vậy 5.891 đồng đó chính là cái income của mình phải làm để mà mình có 4 credit, chứ không phải là 5.440 đồng. Bởi vì sao? Bởi vì mình làm ra 5.440, không phải mình làm ra 5.440, mà 5.440 đó là cái số tiền tương đương với 92.35% sau khi đã đóng thuế 7.65% cho cái tư cách của một người chủ. Bởi vì mình là người self-employment, tức là mình tự làm chủ, là mình phải đóng luôn cả hai phần, phần cho người chủ và phần cho người làm công. Người chủ là đóng 7.65% cho hai loại thuế, Social Security và Medicare. Rồi 7.65% cho employee, cũng cả cho hai thứ thuế đó luôn. Nếu mà mình nhận W-2, mình đi làm công cho chủ, thì chủ sẽ đóng 7.65 và mình sẽ đóng 7.65. Bây giờ mình tự mình làm, tức là mình vừa làm chủ, mình vừa làm công luôn, thì mình phải đóng thuế hai phần. Nhưng mà trong cái cách tính thì Social Security á, họ trừ cho mình cái phần mà đóng với cái tư cách của người chủ ra. Cho nên bây giờ mình chỉ còn 92.35%, cái là tương đương với cái income là 5.440. Cho nên thật sự income của mình phải làm ra là 5.891 đồng để mà có 4 credit. Mình nói chỗ này á, nó cũng hơi rắc rối, cũng rất là khó hiểu. Bởi vì ngay cả cái cách tính như vậy, cái professor của dạy của trường đại học Business đã nói là cách tính khai thuế hiện hành bây giờ cho cái self-employment á, nó không có chính xác. Nó làm giảm cái self-employment tax xuống, mà nó tăng cái federal tax, là họ đề nghị sửa đổi, nhưng mà không biết bao giờ sẽ đem vào áp dụng thì mình không biết, nhưng cái cách tính hiện tại là như vậy. Phần này thì mình nhắc lại cái mình đã nói vừa rồi, tức là khi mình tự mình làm cho mình á,
thì mình đóng thuế cho cả vai của chủ và vai của người thợ, của người đi làm công. Cả hai thứ thuế Social Security and Medicare tax tổng cộng là 15.3%. Quá cao hả? Bạn thấy cái số mà mình làm ra bao nhiêu mà mình đã đóng thuế. Đó là 15.3% cho Social Security và Medicare thôi nha. Mình còn phải đóng federal tax nữa. Cho nên nó rất là cao. Bởi vì mình đóng trong cái số 15.3% đó thì mình đóng cho cái bản thân của mình như là một employer á, thì mình phải trả là 7.65%. Và cho một cái người tư cách là một người làm công thì mình trả 7.65%, cũng giống y chang là cái người người chủ trả như vậy. Người chủ cũng là mình nếu mà mình tự làm cho mình. Thì cái, khi mình trả cho mình nó có một cái chữ gọi là FICA. FICA á là cái Federal Insurance Contribution Act, là cái đó để nói là cái người mà người làm công phải trả thuế 7.65%. Nếu mà bạn thấy cái chữ FICA là bạn biết là người ta nói về cái mình phải trả hai cái loại thuế Social Security and Medicare, cái term mà dùng để ngắn lại á. Rồi khi mình nhận W-2, tức là mình đi làm cho chủ, thì chủ sẽ chịu cho mình 50%. 50% trong đó là 7.65%, có 6.2% cho Social Security và 1.45% cho Medicare tax. Và tương đương thì mình cũng trả, cũng đã xem cái số cũng bằng với cái số mà 7.65% giống như bên chủ. Như vậy trong cái tổng số 15.3% mình được trả như vậy, đã trả thuế như vậy thì có 12.4% là cho Social Security và cho Medicare là 2.9%. Bây giờ thì mình đã xong cái phần 1, tức là cái phần mà hiểu lầm về cách tính toán để income, để nhận một credit, để nhận một hoặc là maximum là 4 credit, Social Security credit. Rồi bây giờ mình bước qua cái hiểu lầm thứ hai, cách sai cả report sai về khi mình nhận cái form 1099 MIS. Ví dụ như là mình bán đồ online, hoặc là mình là làm YouTube, hoặc là mình viết sách, làm nhận tiền bán sách là nhận tiền nhuận bút, thì cái income họ gửi cho mình đó là 1099 MIS như đó, trong cái box thứ hai gọi là royalties. Royalties đó thì mình phải khai thuế, phải dùng Schedule C là Profit and Loss from Business để mình đóng thuế cao hơn rất nhiều. Đóng thuế ngoài cái Federal tax, mình phải đóng thêm cái thuế là Self-Employment. Cái thuế đó là cỡ 15.3%. Như vậy á thì các bạn thấy nếu mà mình khai order income là mình đã sai, khai sai rồi. Order income á thì không xài Schedule C. Khi mà mình nhận một cái form 1099 MIS đó mà trong box 2, tức là royalty đó, mình có con số income, hoặc là trong cái box 7 là nó có non employee compensation đó, cũng có cái điện số gì đó, mà bạn không khai theo self employment đó, mà khai order income là bạn đã làm sai rồi. Bởi vì cái self employment đó, bạn đóng thuế cao hơn thêm 15.3%. Mà khi mà nếu mà IRS mà review cái form của bạn á, thì họ sẽ coi như là phạt mình, rồi mình phải đóng thêm cái tiền lãi suất từ cái thời gian mà mình khai thuế cho tới khi mà họ phát hiện ra cái mình đã làm sai như vậy. Thực ra tuy mình đóng thuế là 13 thêm 13.15.3%,
Nhưng mà thật ra mình chỉ đóng 50% của cái thuế đó, bởi vì theo cách tính thuế người ta làm giảm cho mình xuống. Không có cái credit trong cái đóng thuế self-employment. Và hơn nữa là khi mình đóng self-employment như vậy á, mình có thể mình khai những cái gọi là business expensive, giống như là mình chẳng hạn như là mình bán hình online hoặc là mình làm YouTube đó nha. Ví dụ như mình làm YouTube đi, mình nói mình năm này mình mua camera, mình phải travel, mình tốn tiền parking, mình tất cả cái gì mình khai vô có nhiều khi nó hơn 50% cái số mà income mình trả ra, hơn cái số tiền mà 15.3% mình phải trả cho cái employment, self-employment đó. Cho nên mình cứ khai cho đúng là mình phải khai cái phần self-employment, những cái phần thuế mà trong cái form mà 1099 mà mix như vậy. Bây giờ là mình bước qua cái hiểu lầm thứ ba mà thường hay mắc gặp. Cái bảng mà bạn nhìn thấy đây á là cái bảng gọi là 2019 federal tax bracket, tức là 2019 tức là qua tới năm 2020 mình mới dùng cái bảng này để khai thuế. Và đây là mình cho thí dụ của một người độc thân khai thuế. Bây giờ á, ví dụ như là mình làm lương ra từ 0 đồng cho tới 9.700 á thì mình đóng 10%. Nè, rồi mình nếu mà mình làm lương từ 1.701 đồng cho tới 39.475 đồng thì mình đóng 12%. Và cứ như vậy lên 22%, 24%, 32%, 35%, 37%, vân vân. Thì có rất là nhiều người mình nói chuyện và mình biết, người ta nghĩ rằng người ta nói, cách nói của người ta là mình biết người ta đã hiểu lầm. Ví dụ như người ta nói họ cố gắng họ ở trong cái vòng cái bracket đó thôi, cái tax bracket của họ. Ví dụ như họ làm lương 50 ngàn, họ không nói 50 ngàn thì nó hơi hơi nó khó cho thí dụ. Ví dụ bây giờ họ nói họ họ làm lương 40 ngàn, họ làm lương 40 ngàn, họ không muốn ví dụ bây giờ họ làm 38 ngàn, họ làm 39 ngàn đi, họ làm 39 ngàn, họ không muốn họ lên 40 ngàn, họ muốn ở 39 ngàn để mà họ đóng thuế 12%, bởi vì họ nghĩ nếu mà lên 40 ngàn á là người ta phải đóng thuế 22% cái số lương họ làm, tổng số lương họ làm ra, tổng cái income họ làm ra. Đó, rất là có nhiều người họ nghĩ như vậy. Thì bây giờ mình nhân đây mình sẽ giải thích để cho thấy rằng đó là một sự hiểu lầm. Nếu mà mình nghĩ mình chỉ cần thêm một đồng, tức là mình nhảy qua các bracket khác, mình trả thuế lên double như vậy là không đúng. Ví dụ như bây giờ mình cho thí dụ nha, bây giờ mình làm lương mình 10.000 đồng đi, thì bạn dồn lên cái table này, cái bảng này, bạn thấy 10.000 đồng tức là mình đóng 12%, bởi vì 10.000 đồng nó nằm ở giữa cái 9.701 với 39.475, với cái mức cái rate của nó là 12%. Như vậy nghĩ nếu mà mình làm lương 10.000 á, mình sẽ đóng thuế là 1.200, bởi vì 12% mà 10.000 tức là mình đóng. Điều đó có đúng hay không? Rồi, bạn suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi rồi từ từ mình sẽ chuyển qua cái phần giải thích của mình. Và đây là cái bảng income. Cái bảng federal tax bracket của 2019 đã tính ra cái phần tax mà mình nợ nếu như mình làm 10.000 đồng, tức là mình trong cái khoảng thuế 12%. 12% á chỉ tính cho cái số tiền mà quá 9.700. Chứ từ 9.700 trở xuống á thì mình đóng 10%. Như vậy trong cái 9.700 đó mình đóng 970 đồng. Phải không? Tại vì mình đóng dưới 9.700 thì mình đóng 10% thì mình đóng là 970 đồng. Cái số tiền trên 9.700 của 10.000 á thì chỉ có 300.
Như vậy trong 300 đó mình đóng 12% của 300, tức là mình đóng có 36 đồng mà. Như vậy với cái income 10.000 của mình không đóng 1.200 như mình tưởng, mà mình chỉ đóng 700 cộng cho 36 đồng, tức là mình đóng thuế là 1.006 đồng cho 10.000 income của mình nếu như mình là single. Bạn thấy không? Nó rõ ràng như vậy chứ không có cái gì mà mình tưởng ngỡ 10.000 là mình lọt vô cái bracket khác, mình đóng thuế cao hơn. Từ 10 lên 12% không nhiều, nhưng mà bạn thấy mà từ 12 tới 22% bạn thấy là nếu mà mình tính kiểu đó là ví dụ như mình làm 40.000, mình tưởng mình đóng 22% là mình đóng 8.800, là nó quá, nó thực ra là nó chỉ là đóng cái có 4.000 mấy cộng với cái mấy chục bạc nữa chứ mấy, chứ không phải là 8.800. Đó là mình nói cho các bạn để ý thêm thôi. Coi như là cái này cũng không phải là chuyên môn của mình, chỉ là mình khai thuế và mình hay để ý tò mò để mình tự tìm hiểu ra, mình biết thêm những còn có nhiều cái chi tiết khác, nhưng mà mình thấy nó cũng không có lợi lộc khi mà bạn biết thêm những cái này. Còn những cái này nó liên quan tới cái mình biết để mà mình chuẩn bị income của mình khai, bởi vì trong thuế mình có thể mình khai những cái expensive và những cái thứ để vô mình có thể tăng giảm income theo ý của mình. Mặc dù mình nhận W2 hay là 1099, mình cũng có thể du di được cái số income của mình. Cái điều đó mình không có nói ra đây, các bạn tự làm rồi các bạn tự suy ra cái cách mình chọn cái the best cho mình thôi. Thật không có cái gì là gian dối ở đây hết. Thôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Còn nếu mình, bởi vì không phải chuyên môn của mình, nếu mà các bạn thấy mình nói cái điều gì không hài lòng á thì cũng bỏ qua cho, chỉ là vui thôi, không có gì. Bye bye.